Hello mọi người. Hello, xin chào cả nhà nha. Buổi chiều tối nay thì Phượng đưa Hồng Anh và Đại Nghĩa đi ăn chiều. Và bây giờ là gần 5 giờ rồi. Thôi, chỉ cần báo là gần 5 giờ vì trời đang hết sầm. Và hôm nay thì ba mẹ cháu mình sẽ làm một cái thử thách là 100k. Ba người ăn, nói chung là 100k, ba người ăn khi không đủ. Nhưng mà xem là 100k buổi chiều mình ăn được gì. Và hôm nay dự định đi ăn bánh mì thịt nướng. Thì đầu tiên là dừng chân tại quán gì đây? Trà Đào Dầm để mua nước. Mua nước xong rồi mang sang quán bánh mì để ăn cùng bánh mì. Ok, và bây giờ thì Hồng Anh và Đại Nghĩa sẽ vào để mua nước. Nhưng mà không biết Nghĩa có biết uống nước này không biết. Nhưng mà cứ mua nhá. Ok, con vào con hỏi đi. Hình như có cả nước gì khác hay sao ấy. Mình xem ở trong menu thì có trà đào dầm này, đào dầm sữa và đào dầm me. Thế Hồng Anh chọn uống cái gì? Con uống đào dầm me tại vì lúc trước con với vợ uống hai cái này rồi. Hai loại trên rồi á? Ngon không? Ngon. Đào dầm me à? Nghĩa dùng đào dầm sữa không? Hay là trà đào dầm? Con nào cũng được. Để cho chị ba loại ba cốc đi. Đào dầm me và dầm sữa thì chị có hơi cho thêm topping không ạ? Topping con muốn uống không? Không ạ. Không cho đi em, cho ba đi nha. Cái đấy là me em? Dạ, cái này là cốt đào dầm. Cốt đào dầm à? Ok. Đây là ba cốt đào dầm. Cái đó là gì? Dạ, đường. Đường à? Còn bên cạnh? Là me ạ. Hả? Me ạ. Đây là me à? Me đá này. Một me, một đào truyền thống à? Truyền thống uống ngon không? Một me, một truyền thống và một sữa. Một sữa thì cho thêm sữa đúng không? Hai cái bình này giống nhau hay khác nhau em? Dạ khác nhau. Một bình là đào, nước đào thường à? Hay là như nào? Cái đấy là sẵn là có đúng không? Thạch đúng không? Thạch, chân trâu. Mỗi một câu là 15k đúng không em? Cho chị túi đi, 3 túi lẻ đi. Vậy là 3 cốc nước mình đã uống hết 45k rồi. Vậy chắc là cái bánh mì mình sẽ tiêu hết hơn 100k luôn. Ok, đây chị trả tiền nha. Rồi. Bây giờ lên hàng bánh mì ở phía trên này. Ok, cảm ơn nhé. Các bạn ơi, ba mẹ cháu mình đã mua nước xong và đang đứng ở trước cửa hàng thịt nướng, bánh mì nướng và dồi nướng. Nói chung là rất nhiều thứ nướng cả xúc xích nữa các bạn nhé. Ở ngõ đầu ngõ 1 phố Phùng Ngọc Khoan. Bây giờ thì mấy mẹ cháu mình sẽ vào mua bánh. Thưởng thức thôi. Cô ơi, cái xiên màu vàng vàng này là chắc là ướp riềng đúng không cô? Rồi nè, rồi lợn hay rồi chó? Rồi sụn đấy. Kiểu như làm bằng cái lòng lon hay sao cô nhỉ? Thế ạ, vâng. Xiên nướng nhỏ. Thủy Lê ạ. Vâng, cho xin phép nói thẳng tên cô ạ. Đúng. Vâng. Đây các bạn này, cô Thủy nhá, cửa hàng Thủy Lê này, ngõ 1 Phùng Khắc Khoan. Cô cho cháu 3 cái bánh mì, mỗi cái bánh mì cô kẹp cháu 2 xiên thịt ạ. Ok, có ngay. Nghĩa ơi, có ăn thêm xúc xích không? Xúc xích xịn đấy nha, xúc xích vâng. Đức Việt xanh đúng không ạ? Cháu nhìn màu thì như nếu mà ăn thằng cô bé cháu nó chỉ ăn xúc xích Đức Việt xanh thôi cô ạ. Còn nó không bao giờ xúc xích nhà này bán. Ôi, vâng. Nào, hôm nay em lên chương trình gì đấy? Dạ. Con em nó cho em lên sóng rồi. Vâng. Cũng cho em lên sóng. Còn lúc xinh đẹp thì chả cho lên sóng. Chả bỏ sớm này chị còn về thay váy. Như thế này là xinh đẹp quá rồi ạ. Rồi, em này chuẩn rồi. Nói chung là lúc nào cũng cười tươi như thế này thì lúc nào cũng xinh ạ. Đấy. Hồng Anh ơi, con kẹp cho rau vào luôn hay để rau ngoài?
Cô cho cả cháu cả dưa góp không? Dưa nộm kìa. Mỗi một xiên, một cái là hai. Một cái hai xiên ạ. À. Và như cháu xin béo béo vàng vàng một chút ạ. Và... cháu thích ăn béo. Béo mà vàng thì nó mới ngậy ạ. À. Cho hai cái vào luôn thì nó có to không cô? Nó có dày quá không? Không, hai cái là vừa đẹp đấy. Vâng. Cho cháu ra cả đầu luôn, đầu nó lại không có tí thịt nào. Để dồn ở giữa hết. Không. Vâng. Cái ở đầu này là phải có thịt, xong rồi cái ở giữa là vâng. Hai đầu kẹp hai này, giúp hai bên là có phần mặt. Hồng Anh ăn muốn ăn cái nụ sụn nướng này mới đâu? Ngon đấy nhỉ? Ăn cái này thì cần ra ngoài, nếu cho vào vâng. Đây thì nó không ạ, à, không cho vào đấy ạ, à. Cô cho cháu ra ngoài đi. Ba bánh mì, hai ba mẹ con cứ ngồi không còn vâng. Gì thì gọi. Hay này để hôm nào ăn riêng nhỉ ông anh nhỉ? Mình ăn bánh mì uống nước nhỉ? Ai xiên thịt rồi? Có muốn ăn rồi không? Thế hôm nào thì mình ăn tất cả đồ nướng nhỉ? Ăn thập cẩm. Thập cẩm cũng thịt. Vâng. Thì hôm nay cháu làm cái thử thách 100k mà đã mua nước hết 45k rồi. Thế lên bánh mì thì chắc chắn là sẽ hơn. Vừa nói chuyện rồi, vâng. Mỗi một cái kẹp hai xiên thịt cơ mà. Vâng. Đấy. Vâng, cô cho cháu đầy đủ đi ạ. Đấy, dạo này nhà hàng này sung túc lắm. Cô bán từ mấy giờ cô? Bán từ 4 giờ. Hôm gần đây cháu đi qua cháu mới nhìn thấy có hàng thịt nướng ở đây chứ. Chả hiểu một nào. Vào ăn rồi sao á? À thế á? Chắc cháu thì cháu chưa vào khu này đâu, tại vì là cũng không tiện đường xuống dưới này. Cháu ở trên Ngô Quyền mà. À. Chẳng đạo. Bán thế này nó lâu quá rồi. Cô bán bao nhiêu năm rồi ạ? Gần 16 năm rồi. Vâng. Ngày xưa cháu có ăn thì thỉnh thoảng ăn của cái cô mà ở tận gần Nghĩa Trang ấy. Cháu không nhớ tên. Dưới này á? Vâng. Cháu... Vâng, cháu không nhớ tên cô ấy đâu. Có thỉnh thoảng về qua thì hay ăn ở trên đấy. Nhưng mà hình như cô ấy nghỉ rồi đúng không ạ? Không để ý ạ. À, vâng. Sau nhà mình. Vâng. Bán sau nhà mình. Vâng. Lâu rồi, từ ngồi sang bên đường, bên ngõ bên kia mới chuyển sang đây, đường này, đường cuối mới làm. À, thế, đó. Vâng. Còn tớ ngồi bên kia, ngõ nhà tớ. Vâng. Có liên minh gì ạ? À? Cô ngồi trong ngõ đấy thì để cho đi qua đây thì cháu mới nhìn thấy mà. Tớ ngồi ở đầu ngõ nhà tớ bên kia, còn đâu chỗ này là mới chuyển sang được 5 thôi. Vâng. Rồi cháu xin cô nha, cháu sang bên kia ăn. Vâng. Ây các bạn ơi, nước đã có sẵn trước mặt rồi, bánh mì cũng đã sẵn rồi, ăn luôn cho nóng thôi. Yeah. Ui giời ơi. Xin mời cả nhà. Các bạn ơi hơi ổn à, các bạn nói to tí nhé. Thôi mình ăn bánh mì đây. Ôi trời ơi, mình tham quá, mình giật cả giấy. Mình từ 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 mẹ giật cả giấy bên đấy, con gói lại đi. Yeah. Ô oh, đúng một cái bánh mì không có rau. Mình sẽ sang lấy thêm rau. Cái bánh của cháu quên rau. À, quên rau à? Vâng, cho cháu một tí vào đây. Quên rau. Ê, chết chứ. Rồi, ok, được rồi cơ. Ôi giời. Mình đã quay trở lại với một cái bánh mì được kẹp rau. Ngon không? Uống thử cả một cái loại này xem. Vị nó khác nhau, vị nguyên chất. Đào thơm mà. Nha, rau này mình đã kẹp rất là nhiều rau nha. Mời các bạn nha, mời hai đứa nha. Bánh mì giòn quá, giòn mà xong nó tan, nó vỡ mất này. Đó. Thì Giang hôm nay không được uống nước ngon và ăn bánh mì ngon vì Thì Giang mãi đi chơi với bạn, chưa thấy về, chờ mãi, gọi điện không nghe. Không thấy con mè. Hay bị cho nhầm. Mà ở đây cho một thìa nước cốt mà. Cái này mà. Không, cái này là sữa, cho nó sữa thôi. Uống thử đi, hút thử cái món nào.
Nghe sâu hơn. Ôi rồi nghe nhanh thế. Ngon quá, ngon quá, ăn liên tục luôn, không có phải nói gì hết đúng không? Thịt ngon không? Thịt thơm ngon phải không anh nhỉ? Mình ngậy. Con đoán bao tiền một cái bánh này? 2 xiên thịt. Mỗi xiên nó 10.000 rồi con. Ít nhất là 10.000 một tám. Rẻ 18.000 nhưng mà trên này to hết 10.000. 2 xiên nữa mà. 2 xiên cộng thêm bánh cho đúng rồi. Đình Cửa Tả. Sao có Cửa Tả đây nhỉ? Hôm nay mình nghe lần đầu tiên. Ngon hơn cái... ngon cực. Nói chung bánh mì này có tí sốt mazole và ngon. Hôm nào cô Trang cô bán bánh mì cô Trang ngon. Sốt Thái hoặc sốt Hàn. Mình chọn gà hoặc lợn hoặc bò cái gì chấm nhấm nhấm nhiều vị ấy. Sốt bình thường là 15k, sốt mix 25k và sốt 20k. Mấy hôm trước khuyến mại còn được tặng thêm trà bì đao. Mua cái bánh sốt 25k được một cốc trà bì đao. Hơi bị máu luôn, cơ bồ luôn. Nguyên này nào? Khuyến mại. Ok, vậy là ba mẹ cháu mình đã ăn xong bánh mì và uống nước. Rất là ngon, nước nói chung là tương đối ngon. Bây giờ thì sang thanh toán tiền xem hết bao nhiêu tiền nhé. Cô ơi, ba suất bánh cháo bao tiền cô? Ba cái bánh gì? Vâng, ba bánh hai xiên thịt đi cô. Ba bánh hai xiên thịt là đi 67.000. Sao cô không tính tròn đến lẻ thế? Đấy là tính bán thế. Dạ. Yeah. Ừ. Bình thường một xiên không là bao tiền cô? 10.000 một xiên. Dạ. Yeah. Ừ. Người ta có vẻ người ta đến bán thật lắm. Vâng. Chân gà bên kia. Chân gà. Hả? Mấy xiên thịt trước ăn cho nhanh. 6 xiên chả xả với cả bánh. Vâng vâng. Ôi, bên kia nướng chân gà hơi lâu thì ăn thịt trước. Nó là bán đêm. Bây giờ chị mới dọn hàng. Đây, chào cảm ơn cô nha.